Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì, kính thưa ban tổ chức. Lời đầu tiên chúng con xin thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì và ban tổ chức tạo mọi điều kiện duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với quý Phật tử hôm nay. Và lời đầu tiên xin gửi đến quý Phật tử những lời cầu chúc cho một khóa tu được an vui hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày chúng tôi có đủ duyên lành để trở về chùa Hoằng Pháp để tiếp chuyện với các vị trong khóa tu đầu năm. Xem như là cái khóa tu nó cũng còn cái phản phất của hương vị mùa xuân mà các vị đã dành thời giờ để trở về tu học như vậy là rất quý báu. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở về Hoằng Pháp tiếp chuyện với các vị. Chúng tôi trở về đây có cái cảm giác vui vui an lạc và gặp lại các vị Phật tử thân mến thì giống như là tôi quay trở lại thiên đường vậy đó. Một nơi an vui tốt đẹp. Vì vậy cho nên chính cái bài giảng tôi đến với các vị hôm nay đó là bài giảng trở lại thiên đường. A Di Đà Phật. Các vị nghe bài giảng trở lại thiên đường thấy có lạ không? Thật ra mà nói á, cái chữ thiên đường này chúng ta bị hiểu nhầm rất là nhiều phải không? Chúng ta đã từng sống và từng ở thiên đường. Có thể là từ vô lượng kiếp chúng ta là những chư thiên, những chúng sinh ở cõi trời đó. Nhưng mà chúng ta lại bị người ta đánh lừa bằng những cảm giác là chữ thiên đường. Chúng ta nghĩ nó không phải là từ ngữ của Phật giáo, nhưng mà thật sự từ ngữ này là từ ngữ chính thống của Phật giáo mà chúng ta lại bị người khác làm chúng ta hiểu lầm. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị về ý nghĩa của thiên đường, cả hai mặt, mặt nghĩa đen và mặt nghĩa bóng. Cả hai mặt này đều là một biểu trưng tốt cho một người tu Phật của chúng ta, cho những hành giả tu Phật thất trên vấn đề nhận thức tu tập và để có được thiên đường trong hôm nay, tức là trong hiện tại và trong tương lai. Xin thưa với các vị,
Tự thân của hai chữ thiên đường có nghĩa là gì? Giảng đường là gì? Giảng đường là nơi ngồi nghe pháp. Thì mình ngồi nghe pháp mà hỏi giảng đường gì, mình nói giảng đường là nơi ngồi nghe pháp. Vậy nơi ngồi nghe pháp là gì? Là giảng đường. Xin thưa với các vị, cho nên chúng ta phải hiểu cái chữ đường ở đây nó không mang cái nghĩa của Việt Nam mình là đường đi. Ví dụ bây giờ trong cái nhà chúng ta để thờ ông bà tổ tiên nhiều đời, thậm chí dòng họ chúng ta, chúng ta gọi là nhà đó là nhà gì? Từ đường. Từ đường là cái nhà thờ cho cái người kế thừa ông bà tổ tiên nhiều đời á, chúng ta gọi là từ đường. Như vậy cái giảng đường là một cái nơi, là cái nhà để mà, hay là một cái nơi, hay là một cái phòng lớn rộng để chúng ta nghe pháp, thính pháp, gọi là giảng đường. Như vậy thiên đường là gì? Chữ thiên là gì? Trời. Đường là gì? Đường là một cái nhà, hay là một cái cõi, hay là nước. Cho nên chúng ta dịch cái từ chữ thiên đường về nghĩa đen á, chúng ta có thể dịch chữ thiên đường là cõi trời. Vậy trong Phật giáo có cõi trời không? Có. Như vậy tại sao mà nhắc đến chữ thiên đường chúng ta không nghĩ đó là Phật giáo? Bị người ta đánh lận con đen, người ta tung quả mù, cái chúng ta cứ cảm giác cái này là không phải của Phật giáo. Nó là một từ ngữ có trước tất cả các học thuyết hiện ra đang có ở trên thế giới này. Chỉ trừ ra một vài nền văn minh xa xưa thì quả mai là chúng ta là kế thừa. Còn thật ra những cái gì hiện đang dùng toàn là dai mượn của chúng ta từ rất lâu. Cho nên chúng ta phải hiểu chỗ này, đừng có hiểu lầm như vậy. Thiên đường là nhà trời, là nước trời. Và nói một từ rất là gần gũi Phật giáo chúng ta thường dùng đó là gì? Là cõi trời. Về mặt nghĩa đen nó là như vậy. Còn về mặt nghĩa bóng, chúng ta nghĩ như thế nào về hai chữ thiên đường? Nghĩa bóng tức là những nỗi khổ đã trôi qua mà chúng ta đang được hạnh phúc. Cái đó chúng ta gọi là gì? Những chuỗi ngày thiên đường ha. Những nơi mà chúng ta đi du lịch, những nơi mà chúng ta đi tham quan, mà chúng ta thấy nơi đó xinh đẹp, thoáng mát, hạnh phúc, êm đềm, tất cả những cái đó chúng ta gọi là gì? Thiên đường. Chúng ta đến những cái nơi ngôi nhà sang trọng, xa hoa, chúng ta thấy đầy đủ tiện nghi, tất cả những nơi đó chúng ta khen tặng là gì? Thiên đường. Hay là bây giờ chúng ta có dịp chúng ta đến những đất nước giàu có, những đất nước mà quốc gia thịnh trị, giàu có, an vui, chứ những đất nước đó chúng ta đến đó ta gọi là gì? Thiên đường. Như vậy về nghĩa đen và nghĩa bóng, thiên đường là chỉ cho một thế giới, một cái cõi, một cái nơi của những chúng sinh. Cái chúng sinh đó chúng ta được gọi là chư thiên, hay là các chúng sinh của chư tiên. Rồi á, tất cả những cái nghĩa về nghĩa bóng, chúng ta có thể hiểu chữ thiên đường như là một cái gì hạnh phúc an lạc. Những cái gì nỗi khổ đã trôi qua, những cái gì sau khi những tháng ngày đen tối nó đã qua đi rồi, tất cả những cái đó chúng ta có được, chúng ta gọi là thiên đường. Như vậy về mặt truyền thuyết chúng ta thấy rằng một số vị mà những cái câu chuyện mà chúng ta từng được biết như là chư tiên mắc đọa ha, đó là những người đó đã rời khỏi thiên đường, rời khỏi thiên đường bằng nhiều lý do. Có thể do hết phước báo ở cõi trời, người đã phải rời khỏi thiên đường. Các vị nào có nghe bài giảng thầy giảng là thiên đàng và địa ngục, chúng ta sẽ hiểu chỗ này. Rồi có những khi con người đó trong một vài cái truyền thuyết hay là phim ảnh dựng lại là vi phạm luật trời, cho nên bị đọa, tức là bị đày xuống trần gian. Thành ra cái đó đó, tức là chúng ta đã rời khỏi một nơi chúng ta xem như là hạnh phúc, an vui. Tất cả những cái này hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các vị về hai góc độ của ý nghĩa thiên đường về nghĩa đen và nghĩa bóng, và trở lại thiên đường để mang cái nghĩa gì trong cái bài chia sẻ với chúng tôi, với các vị hôm nay. Xin thưa các vị, cách nay khoảng hơn 2 tháng, khi ngồi tiếp chuyện để làm một cái tờ lịch cho chùa tôi để chuẩn bị lễ khánh thành, thì cái người mà chủ của một cái người làm lịch đó là ông đó đạo Tin Lành.
Cho nên khi mà quá trình ngồi nói chuyện về bàn về đó, tôi có nói một câu, tôi nói trời ơi. Thì cái câu đó thật ra là lúc quá trình mà làm nó có những cái sơ suất và những cái gì mà không hài lòng á, thì tôi nói một cách rất vô tư. Cái ông nhìn tôi đăm đăm, ông nói ủa thầy tu ở chùa cũng nói trời ơi nữa hả? Ô, mới đầu ông ngạc nhiên tôi, sau khi câu hỏi của ổng tôi ngạc nhiên ổng nhiều hơn á. Tôi mới nói ủa câu trời ơi này là tại sao vậy? Ông nói tôi chỉ nghĩ là trong đạo Tin Lành Thiên Chúa ta mới dùng chữ trời ơi, còn ở trong đạo Phật sao dùng chữ trời ơi. Tôi nói ông sai lầm rồi. Tôi nói ông sai lầm rồi. Cái chữ trời ơi của ông là chữ sanh sao đẻ muộn không biết bao lâu mà ông nói. Tôi nói thật mà, ông đã quá hiểu lầm về từ này. Nếu ông nói là Tin Lành mới có trời ơi, Thiên Chúa mới có trời ơi, thì như vậy Tin Lành mới có ở đất nước Việt Nam mới có mấy chục năm mà ông à. Còn nếu đạo Thiên Chúa để có trời ơi, nó chỉ có khoảng mấy trăm năm thôi, tức là trên dưới thời kỳ Pháp thuộc. Để có mặt trên Việt Nam hai chữ trời ơi, nó là một cái gì sanh sao đẻ muộn đối với nền văn hóa Việt Nam thôi, chưa nói là đạo Phật. Nó đã quá muộn màng rồi, ông có biết không? Đừng đánh lận con đen bằng một cái cách bậy bạ như vậy. Ông có biết rằng cái quan niệm trời đất của Việt Nam nó có từ thời nào không? Nó có trước thời kỳ Thiên Chúa Giáo, tức là trước kỷ nguyên Tây Lịch, gần 2000 năm như vậy. Tức là thời kỳ của ngày xưa, chúng ta nhớ kỳ mà giặc Ân, mà do cái cậu bé mà thánh giống mà đánh giặc Ân đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng, một con người cứu quốc như vậy, rồi thánh giống đi đâu? Bay về trời. Lúc bay về trời đó còn chưa có mặt Thiên Chúa Giáo trên thế giới này nữa. Lúc đó Thiên Chúa Giáo đâu còn chưa biết nữa. Sự thật nói trên thế giới luôn á. Tức là câu chuyện của thánh giống có từ cái khoảng thời kỳ của vua Hùng Vương thứ 6 lần, tức là khoảng trên dưới 1700 năm trước kỷ nguyên Tây Lịch. Như vậy cái ý niệm chữ trời này đối với văn hóa Việt Nam thôi, nó có từ thở nào rồi? Các vị nhớ kỹ rằng khi vua Hùng Vương thứ 6 á, muốn truyền ngôi cho các cái vị hoàng tử của mình, thì vua làm cái gì? Vua truyền ngôi bằng cách nào? Tức là ai mà làm một món ăn ngon nhất thì lúc đó là được truyền ngôi. Và trong đó có vô số sơn hào hải vị, mà một món mà vua chấm đó là gì? Hay quá, giỏi rồi chỗ này. Sử Việt Nam phải là như vậy. Đó là Lan Liêu, là dường như là một vị con của vua mà hoàng tử thứ 18 hay gì á, do thần báo mộng để làm một cái bánh chưng bánh dày như vậy. Và trong đó cái tròn bằng một dĩa xôi tròn như vậy để tượng trưng cho trời, mà bánh chưng đó vuông là tượng trưng cho đất, để tượng trưng trời đất. Như vậy khái niệm trời đất này nó có từ cái thời nào rồi? Người ta đã mượn một cái từ ngữ, nó đã từ quá lâu đời trên đất nước Việt Nam mà người ta dám nói rằng mình ở đây mình cũng nói được chữ trời ơi. Nói mà không hiểu gì hết. Nói không có một nghiên cứu, không có một tư duy, chỉ hoàn toàn nghe người ta chụp mũ tung quả mù, người ta nói như vậy, đánh lận con đen, người ta cập nhật cái chữ trời này dưới trời kia như vậy, rồi cái đinh ninh là như vậy. Không biết tự trọng về một nền văn hóa hàng mấy ngàn năm thiên hạ, là những cái đi sau, là những cái xanh xao đẻ muộn như vậy, mà chúng ta lại xem như đó là như là một cái gì tiên phong. Chúng ta cái hiểu biết về lịch sử của chúng ta sao kém vậy? Tôi nói với ông á, tại vì cái này á, mấy ông chỉ được nghe khi người ta cảm thấy rằng mấy ông là người không có nghiên cứu, người ta mới nói. Chứ gặp những người hiểu về lịch sử Việt Nam thôi, đừng nói là về đạo Phật, mấy cái câu này không xài được với người ta đâu. Người ta biết nó là cái gì. Thành ra các vị thấy rằng người ta đã lợi dụng một từ ngữ như thế đó để cho cái người dân Việt Nam chưa nghiên cứu hay là chưa có điều kiện nghiên cứu về lịch sử thôi, cái bị mê mờ về cái từ này, cái cảm thấy như là họ cho họ là có trước, là họ là tất cả, họ là thế này thế khác. Cho nên lúc đó đó chúng tôi mới nói với ông rằng ông có nhìn vào lịch sử văn hóa văn minh của Ấn Độ không? Ông biết rằng Bà La Môn đã có mặt trên đất nước Ấn Độ trước thời kỳ Phật giáo ra đời khoảng trên dưới 2000 năm. Và Bà La Môn đã có một cái đấng phạm thiên, tức là dùng hình ảnh cho một cái đấng sáng tạo là vị trời, nó đã có trước Tây Lịch, ông biết bao lâu chưa?
Chữ trời của một nền văn minh Ấn Độ nó đã có trước từ rất lâu, trên 2.000 năm kỷ nguyên Tây lịch. Sau đó một cái nền triết học tiếp theo Bà La Môn, đó là Rig Veda, cũng tiếp theo những truyền thống của chư thiên này, vĩ đại hơn nhiều. Và một đấng sáng tạo này nó đã có từ lâu rồi, trong một cái quan điểm của cái tín ngưỡng của mỗi quốc gia mà người ta đã có trước thời kỳ Tây lịch rất là lâu. Đó là như vậy. Nhìn về văn minh của Trung Hoa, chúng ta thấy rằng đạo trời hay là quan niệm trong Khổng Tử về trời đã có trước cái thời kỳ của Tây lịch, là kỷ nguyên Tây lịch, tức là trước Chúa Giê-xu ra đời khoảng 600 năm như vậy, tức là khoảng 6 thế kỷ. Và trước đó người ta còn có nữa. Vì mà chúng ta dám cập nhật để nói một cách liều lĩnh như vậy, nói một cách sai lịch sử, sai nguyên tắc như vậy. Và nhìn về đối với Phật giáo, thật ra mà nói, cái quan niệm chữ trời trong Phật giáo nó khác với quan niệm của một người Kitô hay là một người Tin Lành giáo. Bởi vì quan niệm chữ trời của ông là một người sanh ra giảng loại trên cuộc đời này. Đây là một quan niệm dường như kế thừa rần giống như thần Rama của một nền văn minh Ấn Độ có hơn 2.000 năm trước đó, của Bà La Môn giáo. Tức là một cõi trời, một chư thiên, một vị trời có khả năng sanh ra vạn loại vân vân, như một nền văn hóa. Nhưng mà đối với đạo Phật, chữ trời trong đạo Phật nó không có một cái nghĩa gì để gọi là sanh ra vạn loại cả. Trời cũng là một chúng sinh bình thường như bao nhiêu chúng sinh khác thôi, không có sanh được ai trên cuộc đời này cả. Trời là một chúng sinh có phước báo hơn loài người. Nhưng mà sau khi hết phước trời thì sao? Hết phước trời thì đọa xuống, có thể đọa xuống trần gian, mà có thể đọa xuống trong các cái tam đồ gỗ, tùy vào phước nghiệp của mỗi chúng sinh. Như vậy tự thân của một chư thiên hoàn toàn không sinh ra được điều gì trên cuộc đời, không sinh ra trời đất gì cả, không sinh ra sự sống gì cả. Tất cả những quan niệm mà sinh ra đó, đó là quan niệm tưởng tượng của con người. Cho nên các nhà học giả, các nhà triết gia, các nhà tôn giáo học trên thế giới đã từng nói rằng con người sinh ra Thượng Đế chứ không phải Thượng Đế sinh ra con người. Tức là tự con người mình nhào nặn ra một Thượng Đế và viết ra để bình luận ra, vẽ vời ra một đấng Thượng Đế tưởng tượng nào đó để sanh ra cái này cái kia là do con người tưởng tượng và nói ra, chứ không bao giờ có một cái ông Thượng Đế nào như vậy cả. Ai đinh ninh rằng những điều như vậy là hiểu biết như vậy là hiểu biết một cách rất lầm lạc về điều này. Và có một vị hỏi tôi rằng, nói thưa thầy, chữ trời trong đạo Phật nó giống như thiên đàng của Thiên Chúa không? Tôi nói thiên đàng hay là cõi trời nó là một, nhưng mà tại cái cách bình luận vẽ vời chỉ vẽ là mỗi một người có cái khác. Vì quan niệm của những người khác ngoài đạo Phật thì quan niệm về tôn giáo, cho nên nhào nặn ra hình ảnh của một cái cõi trời hay là con người trời nó khác. Còn trong Phật giáo quan niệm bình thường lắm. Nhưng mà tôi muốn nói như thế này, nhưng mà cái cách để vào cõi trời á, thì những cái người ngoài đạo Phật á, thì quan niệm khi được về trời nó mang cái nghĩa tưởng tượng hơn là sự thật. Chỉ cầu cái là được về, gian sinh cái được về, làm mọi việc gì tội lỗi cái được tha thứ cái được về. Tất cả những cái quan niệm này nó chỉ có trong tưởng tượng thôi. Một người trong Phật giáo muốn về cõi trời phải như thế nào, tu như thế nào, nó phải có đường lối đàng hoàng. Cho nên một quan niệm, một quan điểm mà lỡ lầm lạc rồi, mà chúng ta đã bị in trí trong lòng rồi, khó bỏ lắm các vị. Cái đó nó cũng lệ thuộc vào cái phước báo và nghiệp lực của con người. Nếu có duyên phước, chúng ta sẽ gặp những cái duyên phước để giúp chúng ta một quan niệm đúng đắn hơn, tích cực, để mà tích cực tu tập, để an lạc, để giải thoát thật sự. Còn nếu mà chúng ta lại thiếu duyên phước, chúng ta gặp một người lại hướng dẫn cho chúng ta lầm đường lạc lối, thì chết cả đời này và đời sau. Chúng ta nhìn lại lịch sử Phật giáo mà chúng ta nhớ chàng vô não không? Tức là Anguillimala không? Là một người sát nhân mà gọi là giết người để lấy ngón tay để sâu lại làm chuỗi để đeo á. Các vị thấy, anh ta bản chất là một người hiền lương, nhưng bởi vì đầu độc của ngoại đạo, có nghĩa là nếu anh muốn đắc đạo thì anh giết 1.000 người để lấy 1.000 ngón tay sâu chuỗi lại để đeo thì anh sẽ đắc đạo. Ông này giết người hoàn toàn không có ý ác gì cả, chỉ vì mong muốn giác ngộ một cách điên cuồng mà trở nên kẻ sát nhân và tạo một nghiệp chướng quan thiên như vậy.
Chúng ta thấy không? Chỉ cần đầu đọc sai lầm biến chúng ta trở thành một kẻ tội lỗi. Nhưng mà duyên mai nhiều đời, nhờ duyên cuối cùng là gặp Phật, để cuối cùng giác ngộ, để trở nên một bậc thánh. Như vậy các vị thấy rằng thiếu duyên phước, chúng ta sẽ bị những kẻ xấu lợi dụng chúng ta, dẫn dắt cho chúng ta đi vào những nẻo tà, đánh quả mù cho chúng ta tưởng tượng bằng những cái sai lầm để chúng ta từ bỏ những cái tốt. Cũng giống như một người chơi với bạn, nếu một người này có may mắn, tức là có những duyên phước, có những cơ hội tốt, đồng thời một con người này có một ý thức tốt về vấn đề đạo đức sự nghiệp tương lai, thì kết bạn với một người ham học, ham làm, ham siêng năng vân vân, tất cả mọi thứ để dẫn dắt người này trở nên một người có khả năng ở trong tương lai. Nhưng mà người này chiều chuộng bản thân theo con đường xấu, cho nên từ bỏ những người bạn tốt, lại kết bạn với những người bạn xấu, là bạn chơi bời, bạn hút sách, bạn đẩy chúng ta vào những tệ nạn sai lầm. Thì tất cả những cái đó, từ bỏ một người bạn tốt để tìm một người bạn xấu, là thiếu duyên phước. Để gặp một người bạn xấu, để biến mình trở thành kẻ xấu và mất tương lai, mất sự nghiệp ở chỗ này. Ở đây là quyền của các vị, chứ nó không quyền của ai cả. Tức là tôi có quyền chọn một người bạn, hay nói khác hơn là trong đời thường tôi có quyền chọn một quan điểm cho tôi, chọn một tôn giáo, chọn một triết lý, chọn một hướng đi. Đó là quyền của các vị, không ai can thiệp. Nhưng cái quyền này các vị có sàng lọc, có đầy đủ duyên phước, có đủ tri thức, có đủ cái khả năng để nhận biết, để chọn mình một con đường hay không. Còn bằng không mình bị lệch lạc là uổng lắm á. Cho nên các vị thấy rằng một người tu trong Phật giáo muốn về cõi trời, đó là chúng ta phải tu theo thập thiện 10 điều lành. Đó là một con đường để trở về cõi trời, để trở thành một chư thiên, để trở thành một chúng sinh ở cõi trời. Và điều này bất cứ một ai cũng có thể làm được cả. Và chúng ta là những con người đã sao? Đã từng sanh đi tử lại trong những thế giới này, có phải không? Trong lục đạo là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, cái gì nữa? Súc sanh. Trong sáu đường này tất cả chúng ta đều đã trải qua cả. Bản thân Đức Phật cũng vậy thôi. Chúng ta đọc lại kinh bản sinh đi. Đức Phật cũng từng là một chúng sinh cõi trời, Đức Phật cũng từng là chúng sinh trong địa ngục, Đức Phật cũng từng là một loài voi, loài ngựa, loài bò, loài gì đó, loài chim, loài gì trong quá khứ. Tất cả những cái quá trình mà chưa thành Phật, loài nào cũng trải qua. Và ta chưa thành Phật, chúng ta cũng như vậy. Và nếu trong tương lai chưa có cơ hội để giác ngộ thành Phật và vãng sanh cực lạc, thì tất cả chúng ta cũng phải lặp lại trong những nẻo đường này. Đó là nguyên tắc. Cho nên trở tại thiên đường cũng đồng nghĩa với là nếu chúng ta có một sự tu tập tốt hơn, phước báo hơn loài người, chúng ta cũng có thể trở thành một chúng sinh của cõi trời, tức là một chư thiên ở tương lai. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một cái thực tế hơn, để mang cái nghĩa là gọi là nghĩa bóng. Trở lại thiên đường, hôm nay tôi không phân tích thập thiện để một con đường các vị tu để trở lại cõi trời bằng con đường đó, mà tôi muốn nói trở lại thiên đường ở đây là trở lại với những chuỗi ngày hạnh phúc bình an. Chúng ta đã trải qua những quá trình của cuộc sống gian khổ, chúng ta đã từng đánh mất những chuỗi ngày thiên đường. Từng là tuổi thơ chúng ta có thiên đường không? Chúng ta đã từng có thiên đường tuổi thơ không? Có, nhưng mà hôm nay có được nữa không? Đã mất rồi. Cho nên ngày xưa có một cái cô giáo đó, cổ dạy mẫu giáo, cổ ở Vĩnh Long, cổ gặp tôi, cổ xin thầy, cô muốn thầy tặng cho con bài thơ. Tôi nói tôi đâu phải thi sĩ đâu, đâu phải thi sĩ xuất khẩu thành thơ đâu. Cô nói nhưng mà con muốn ít lời của thầy để tặng con đấy, cái nghề nghiệp này để con muốn giữ vững trọn cuộc đời vậy mà. Thì sau đó tôi có đặt tặng của bài thơ, nhưng mà lâu quá tôi quên rồi, dường như là bốn khổ. Mà tôi nhớ được khổ cuối cùng. Cái khổ cuối cùng tôi đặt như thế này: cô ơi, cô đâu biết lòng trẻ thơ thế nào, buồn vui sao kể xiết, trang đời giấy trắng phao. Đó là cái bốn câu chót của tôi tặng cổ. Thật ra một bài thơ dài để tôi nói gì? Một trẻ thơ là như trang giấy trắng. Một trẻ thơ là sống trong một thiên đường hạnh phúc. Và một trẻ thơ hôm nay nó còn hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần so với trẻ thơ trước kia nữa. Trẻ thơ quá khứ chúng ta được sống với chuỗi ngày hồn nhiên, nhưng mà bây giờ chúng ta lại sống một cái thiên đường của tuổi thơ bằng cách là được chăm sóc của cha mẹ, của những nhu cầu vật chất, của điều kiện học hành và mọi thứ, nhu cầu để chơi, để tiêu khiển của tuổi trẻ.
tuyệt vời hơn ngày xưa rất là nhiều. Cho nên á, Hồ Thi Ca ông có làm một bài thơ mà trong đó tôi đã từng trích á. Tôi trích là một vài câu nó tương xứng với ý niệm này thôi. Ông nói hôm nay có đủ tất cả, chỉ thiếu thiếu thời thơ ấu. Hôm nay đã mất tất cả, chỉ tiếc tiếc thời thơ ấu. Tức là trong những đoạn dài mà tôi nhớ những câu này. Hôm nay có đủ tất cả, chỉ thiếu thiếu thời thơ ấu. Nó giống như các vị hôm nay. Các vị là những người có đủ tất cả, tiền bạc, sự nghiệp, công ăn, việc làm, nhu cầu tiện nghi vật chất trong cuộc sống. Các vị có đủ, thậm chí các vị thừa nữa. Nhưng mà các vị có thể tìm lại được những chuỗi ngày thơ ấu của chúng ta không? Không, không thể nào được. Đó là những chuỗi ngày thiên đường nhất trong cuộc đời của chúng ta. Rồi hôm nay đã mất tất cả, chỉ thiếu thiếu thời thơ ấu. Tức là những gì nó có được trong chuỗi ngày qua, của những thời gian của tuổi thiếu niên, của những tuổi vị thành niên, của những tuổi thơ, đã mất hết rồi. Thiên đường nó đã đi vào quá khứ rồi. Bây giờ những tháng ngày phía trước chúng ta là những tháng ngày để đối diện với những cái buồn, lo, khổ, vui, được, mất, hận, thù, tham, sân, si. Những cái này kinh nghiệm của dòng đời nó đã phủ dây chúng ta, đã làm cho con người chúng ta bắt đầu bận lòng. Và chính cái chỗ đó mà trong Kinh Thánh người ta ẩn dụ một câu cũng hay đó, là một hình ảnh của Adam và Eva đã ăn phải trái cấm. Khi ăn phải trái cấm tức là ăn được trái đó đó, là nhận biết được giới tính, phân biệt được khổ vui và bắt đầu rời khỏi thiên đường. Có phải vậy không? Cái câu đó nó không mang nghĩa như một sự thật, mà nó mang nghĩa rằng tất cả chúng ta khi bắt đầu tuổi trưởng thành là bắt đầu chúng ta đã ăn trái cấm rồi. Chúng ta ăn phải trái bom đó rồi, nó đã nổ trong lòng rồi. Nó đã làm cho chúng ta bắt đầu biết phân biệt giới tính. Biết này là nam, biết này là nữ, biết đây là nữ trang, biết đây là giàu, biết đây là nghèo, biết đây là xấu, biết đây là đẹp, biết đây là thế này thế khác, biết này là tiếng chê, biết đây là tiếng khen. Cái biết đó bắt đầu làm chúng ta rời khỏi thiên đường. Bắt đầu chúng ta sống hết vô tư rồi. Khi mà biết phân biệt, biết hiểu biết, biết này kia, chúng ta đã hết vô tư rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ cảm thấy rằng, ví dụ hồi lúc chúng ta còn bé, chúng ta chưa hiểu, người ta có thể đánh tráo một vật gì đó, người ta nói với chúng ta. Ví dụ bây giờ á, lỡ ai ăn hiếp chúng ta, cái chúng ta nói là muốn bênh vực nó, cái chúng ta nói để tôi đánh nó nghe này kia kia nọ, rồi đánh nó nghe con ăn hiếp này hả, để mẹ đánh hả, cha đánh, cô đánh gì đó, để cho con cảm thấy nó hả dạ, cái mình làm bộ dỗ ngoài vậy đó, cái tự nhiên nó nín khóc, có phải không? Mình đâu có dỗ chúng đâu, nó là tao đánh mày chết nha, mày chết nha, mày dám ăn hiếp con cưng tao hả này kia. Nói vậy mà có đụng đứa kia không? Mà đứa này nín không? Nó nín đó. Tại vì lúc đó nó đâu biết gì đâu, nó biết chừng ấy thôi đó. Cho nên lúc đó nó rất là thiên đường, nó đang sống trong chuỗi ngày rất là hạnh phúc đó. Chúng ta ăn uống cuộc sống như thế nào nó cũng vô tư đó. Thành ra chính cái chỗ đó nó chưa vậy đâu, nhưng mà lớn lên rồi, chúng ta đi ra ngoài đường, chúng ta nghe người ta nói nhà của con đó nó nghèo lắm đó, tự nhiên sao? Buồn và mặc cảm. Hồi đó giờ chúng ta đâu biết nghèo là gì đâu. Nếu mà hồi nhỏ người ta nói 100.000 lần tôi cũng thấy chuyện đó là nó như gió thoảng bên tai. Hay là bây giờ á, chúng ta đi ra đường chúng ta nói, nghe ai nói là nhà nó xấu lắm đó. Thằng nhỏ đó mai mốt này lớn lên nó xấu lắm đó. Hay là thằng đó nó vậy đó. Tức là chúng ta nghe bắt đầu chúng ta buồn. Tức là chúng ta đã rời khỏi thiên đường rồi. Bây giờ chúng ta đã hiểu biết và phân biệt được rồi. Bắt đầu chúng ta sống với chuỗi ngày, mong được người ta khen, mong được người ta tân bốc, hay là làm để làm sao có tiền, để bỏ đi những cái tiếng chê nghèo, bỏ đi những tiếng chê xấu, để bỏ đi những cái tiếng gì mà nó chúng ta cảm thấy rằng nó không có cao. Rồi đôi khi chính vì chỗ đó cho nên chúng ta lầm đường lạc lối, là muốn có đồng tiền đôi khi chúng ta không suy nghĩ được một cách chân chính. Chúng ta tạo ra những đồng tiền bằng những quan trái, tạo nghiệp. Bắt đầu chúng ta tạo những quan trái trong chuỗi cuộc đời chúng ta. Để có được tình yêu, đôi khi chúng ta phải dùng những thủ đoạn tạc axit, hay là thế này thế khác, hay là cướp giật, hay là cái này cái kia, để nuôi dưỡng tình yêu bằng những cái nguồn gốc tiền bạc và những mưu cầu của chúng ta sai lầm như vậy. Bắt đầu chúng ta biến mình trở thành nô lệ của tiếng khen, tiếng chê, nô lệ của vật chất, nô lệ của tình đời, nô lệ của những cái gì mà nó không thuộc về mình. Bắt đầu biến mình trở thành con người
sống trong đau khổ từ đó đó. Tức là từ khi chúng ta rời khỏi thiên đường là bắt đầu đau khổ. Chúng ta đánh mất thiên đường tuổi thơ. Những tháng ngày chúng ta tuổi thơ hạnh phúc, nhưng mà nếu ai cãi lại cha mẹ, chúng ta không bao giờ sống trong sự dạy dỗ nuông chiều của cha mẹ, chúng ta từ bỏ gia đình để ra đi, có nghĩa là lúc đó chúng ta cũng sao, cũng bắt đầu từ bỏ thiên đường, rời khỏi nơi tổ ấm, rời khỏi một gia đình, rời khỏi một sự yêu thương đúng nghĩa nhất trên cuộc đời này. Đó là chúng ta bắt đầu rời khỏi thiên đường. Như vậy, những tháng ngày lo cho cuộc sống, lo cho sự nghiệp, bao sự vất vả ở bên ngoài. Bây giờ chúng ta có cơ hội trở về chùa Hoằng Pháp tu tập, chúng ta xem như chúng ta làm sao? Hay đó, chúng ta xem như là chúng ta trở lại thiên đường. Phải không? Những tháng ngày tu học như thế này, các vị có thấy rằng các vị đang trở lại thiên đường không? Sự thật là như vậy. Bao nhiêu buồn lo chúng ta rủ lại ở phía ngoài cổng chùa. Bao nhiêu sự hơn thua tính toán chúng ta bỏ lại ở cổng chùa. Bao nhiêu sự hận thù chúng ta bỏ lại ngoài cổng chùa. Những thời khắc này cho chúng ta phải sống trở lại với chính mình. Những tháng ngày sống an lạc, vui vẻ. Những tháng ngày sống trong sự yêu thương, hòa hợp, trong một cái cộng đồng. Mặc dầu chúng ta chả bà con với nhau gì cả. Ngồi hết trong đây có ai bà con với nhau không? Có bà con đầu ông Phật. Chúng ta không có bà con với nhau, nhưng mà chúng ta sống ở trong đây, nó mang tính cách là thương yêu, hài hòa. Vào bên chùa rồi, ở trong chùa có thường thường viết một câu gì? Mỗi người sao? Mỗi người, mỗi nước, mỗi non. Nói gì nữa? Khi vào cửa Phật gì vậy? Là con một nhà. Đúng rồi, con của đầu ông Phật. Thì thành ra cha chúng ta là cha chung. Thành ra khi chúng ta về đây, chúng ta cảm thấy rằng giữa đôi người không có phản cách. Ở đây không có giàu nghèo, ở đây không có xấu đẹp, ở đây không có khinh thị, ở đây không có ghen ghét, ở đây không có hận thù. Những cái này những tháng ngày chưa học tu làm sao chúng ta có được? Chúng ta không có được cái này. Chúng ta giận cái này, chúng ta hờn cái kia, chúng ta thù cái nọ. Đôi khi những cái đó nó là cái quá khứ mà chúng ta cứ nuôi dưỡng hoài. Có những hận thù chúng ta nuôi trong lòng, tôi sống để dạ chứ chết đem theo. Có phải không? Nói cầu nghe hay, dễ sợ hay, nhưng mà mình làm khổ mình vô cùng mà mình không biết. Có phải không? Tự làm mình khổ mà tưởng đâu anh hùng. Các vị nhớ vậy. Những cái đó thay vì người ta đã quên mất tiêu rồi, mà mình ôm hoài, mình nhớ hoài, để nó hận thù, nó bận lòng, nó làm mình đau tâm khổ trí. Mà vậy mà mình nghĩ rằng mình nuôi dưỡng cái đó, mình nghĩ là mình hay lắm. Thù hận ghen ghét đố kỵ, những cái đó đôi khi á, có những cái đố kỵ là người ta không dính dáng gì đến mình hết. Người ta là một người bàng quang, nhưng tự nhiên mình thấy người ta thấy ghét. Mày ghét vì sao vậy? Tại vì đẹp hơn tôi ghét. Hả? Rồi bây giờ người này tôi cũng thấy ghét. Hỏi sao vậy? Nó giàu hơn tôi. Hả? Tôi ghét. Rồi có những người mình thấy người khác mình cũng ghét. Hỏi sao vậy? Tại gia đình nó hạnh phúc hơn tôi. Hả? Tức là những cái chúng ta ghét vu vơ như vậy. Vì không học Phật cho nên chúng ta mới thấy được những điều này. Chúng ta nuôi dưỡng những ý niệm phiền não này. Cho nên đôi khi những cái đó đã đánh mất được, đánh mất đi những tháng ngày bình yên, hạnh phúc trong cuộc đời. Đánh mất đi những tuổi thơ ngây, hồn nhiên trong trắng. Và lòng chúng ta lúc đó bắt đầu lúc đó sống với gì? Sống với cái kinh nghiệm ha. Làm thế nào để được cái này, làm thế nào để được cái này, mưu cầu như thế nào để được cái này, bằng cách suy nghĩ ra những con đường lương lẹo, hay là khôn hơn, ngoan hơn gì đó. Rồi hay là lấy những kinh nghiệm mà chúng ta đã từng sụp đổ đó, từng thất bại, lấy kinh nghiệm để bắt đầu đứng lên, nuôi dưỡng để làm những cái tiếp tục. Vậy là chúng ta đang rượt đuổi với những chuỗi ngày bất an, hạnh phúc. Và trong cuộc đời này, nếu không có những tháng ngày thời gian tu học như thế này, chúng ta sẽ là những người điên đầu với cái đó. Cho nên tại sao chúng ta nói là tôi sống hoài chúng ta không thấy hạnh phúc? Tôi sống trong cuộc đời này tôi không thấy gì là hạnh phúc cả. Tôi sống gần cả một kiếp người tôi không thấy gì là an vui cả. Sự thật với các vị, an vui hạnh phúc đâu phải trời ban, đâu phải thượng đế ban, đâu có ai ban tặng được cho chúng ta điều đó. Giống như có khi nào mà
các vị bệnh đau mà các vị nói: bác sĩ ơi, bác sĩ uống thuốc giùm tôi đi để tôi hết bệnh. Có không? Ông bác sĩ nào làm được chuyện đó? Xin thưa các vị, không bao giờ làm được chuyện đó. Bác sĩ, thầy giáo hay là mọi người là chỉ giúp ta phương thức. Cũng như vậy, kiến thức này thầy giáo đã dạy chúng ta, muốn học để nên, để khôn, để lên lớp, để được hiểu biết, thì tự thân chúng ta phải nỗ lực học. Chứ không phải ông thầy cũng thấy này học dở quá, thôi mày học dở quá để tao học giùm cho, được không? Đâu ai làm được chuyện đó. Giống vậy, các vị tạo bao điều lao lung khổ trí, các vị tạo những điều quan trái trong cuộc đời, rồi các vị lên gian xin Đức Phật, Đức Phật tha thứ để cho con được hết tội lỗi, được không? Làm gì được chuyện đó. Đức Phật chỉ ra những con đường để các vị tự tẩy trừ tội lỗi các vị. Đức Phật chỉ ra những cái phương pháp để các vị tự cứu đời mình. Cũng giống như thầy giáo dạy các môn học phương pháp để chúng ta học và để tự thi lấy. Đức Phật có mặt trên cuộc đời là như vậy, chỉ ra hết các phương pháp. Đây là phương pháp để đến an lạc, đây là phương pháp để đi đến giàu có, đây là phương pháp để đi đến hạnh phúc, đây là phương pháp đến gì đó, còn đây là những nẻo đường quan trái, đây là nẻo đường đi đến tam đồ. Phật chỉ ra hết. Đi đường nào là quyền mình chọn, không ai khác hơn điều này trên cuộc đời cả. Không có một ông thần, ông thánh nào trên cuộc đời có thể ban phước giáng họa được cho chúng sinh trên cuộc đời này cả. Không ai làm được chuyện đó. Cho nên á, ai làm được chuyện đó, tôi đã từng nói rồi, ai làm được chuyện đó thì cả trần gian này không có một con người nào đau khổ cả. Đó là một điều tiên quyết như vậy. Trái đất này có sập đi chăng nữa, trời này có sập, trái đất nó có bể đi chăng nữa, đó cũng vẫn là một quy luật suốt đời này như vậy. Đức Phật có ra đời hay không, việc đó vẫn là một quy luật. Nhưng tuyệt vời, Đức Phật đã giác ngộ được điều đó. Và giác ngộ được cho nên Đức Phật đã chỉ lại chúng ta những phương cách để tự làm và cứu mình. Vậy những tháng ngày tu học tại chùa Hoằng Pháp, các vị phải vận dụng và học tu như vậy. Làm sao phải nhận diện được ra chính mình để có được những chuỗi ngày bình an và hạnh phúc. Bằng không, chúng ta sẽ đau khổ với bao nhiêu ý niệm hơn thua, phiền lụy, quan trái, được mất trong cuộc đời, vì chúng ta xem nó như là một sở hữu của chính cuộc đời chúng ta. Chúng ta muốn được hạnh phúc mà không chịu làm hạnh phúc. Và tôi đã từng ví dụ các vị á, giống như một đứa trẻ mà nó nắm trong cái một cái nắm kẹo trong cái hộp vậy đấy không? Cái nút rút tay ra nó bị mắc kẹt ở trong cái miệng hộp á. Cái miệng lúc nào cũng nhỏ hơn cái hộp đúng không? Nó thọt tay vô thấy nắm kẹo, nó hủng kẹo, nó rút ra, cái nó bị mắc kẹt. Cái sao? Cái nó khóc. Cái mẹ nó thấy rất rõ là vì con nắm một nắm kẹo lớn quá cho nên con rút ra không có được. Bây giờ con muốn lấy tay ra được không? Con muốn lấy tay ra không? Nó dạ muốn. Nhưng mà vậy là con buông nắm kẹo ra đi. Không. Có phải không? Con muốn lấy nắm tay ra nhưng mà con phải nắm cả nắm kẹo này. Có phải vậy không? Chúng ta là như vậy. Phật ơi, con không có muốn đau khổ, nhưng mà những cái việc làm đau khổ này Phật đừng kêu con từ bỏ. Không có được. Các vị vậy đó. Vì bản thân con đã đang như vậy rồi, con đang ham thích như vậy rồi, con đang thế này thế nọ rồi, bây giờ kêu con bỏ rồi làm sao, vân vân. Nhưng mà con lại muốn được hạnh phúc. Các vị có thấy những nỗi khổ trong cuộc đời phần lớn do tự chúng ta gài bẫy mình không? Tự chúng ta làm mình vướng phải, tự chúng ta mình làm mình mắc phải không? Các vị biết thấy con cá biết tại sao nó mắc lưới không? Những người nghề chài lưới họ nói về thế này, cái lưới á là nó những cái cọng chỉ trắng trắng giống như nước vậy đó. Nhưng mà con cá đó khi nó đụng lưới rồi cái nó ve ra. Nhưng mà nó nói mày dám cản tao hả? Nó ve ra một cái, nó lấy chân nó sắn vô một cái thì thiệt mạnh ha. Rồi sao? À, chính cái chỗ đó nó mắc kẹt luôn là vậy á. Chứ phải mà nó vừa đụng phải cái nó nói à cái này lưới giăng bẫy tôi, nó lội nó đi tìm chỗ khác thì đâu có như vậy ha. Thì các vị cũng thấy, mày dám chọc tao hả? Mày dám giàu hơn tao hả? Mày dám đẹp hơn tao hả? Thế này thế khác, tứ tự nuôi dưỡng mình ý niệm đó, cuối cùng mắc hai cái mang dính trong lưới. Vậy á, quan trái khổ đau này từ những cái đó. Nhưng mà các vị biết rằng để được những cái đó nó lại là quan trái hơn nữa. Các vị biết rằng khi chúng ta, xin thưa các vị, những người muốn tìm được cái danh, cái tiếng, cái nổi trong cuộc đời, đó là những người đã bắt đầu rời khỏi thiên đường nữa rồi đó.
Ai nổi tiếng trên cuộc đời là người đó bắt đầu rời khỏi thiên đường. Các vị tin điều này không? Sự thật là như vậy. Các vị hỏi mấy người nổi tiếng, anh có hạnh phúc không? Chị có hạnh phúc không? Các vị sẽ nghe câu trả lời cho các vị nghe. Xin thưa các vị, ta nói một cái gì mà vị thầy nói câu rất lâu là danh tiếng lẫy lừng, danh tiếng hại. Tuổi tên lộng lạc, tuổi tên trù. Bao nhiêu danh tiếng, bấy nhiêu hại. Mấy trận tài khôn, mấy trận ngu. Xin thưa các vị, trong cuộc đời ai cũng muốn mình nổi tiếng. Có thể nổi tiếng được bằng danh chánh ngôn thuận, có thể nổi tiếng bằng thủ đoạn, bằng một cái gì đó, bằng mua chuộc, bằng thế này. Nhưng để được cái gì? Bắt đầu đó là những thảm họa, những mưu mô, những kế độc, những xấu ác, những tranh giành, những chụp mũ, những quan khiên bắt đầu có lên từ những lúc đó. Những chuỗi ngày bình yên bắt đầu nó đã trở nên dĩ dãng và quá khứ rồi. Cho nên tôi nhớ ngày xưa mấy mươi năm về trước, nếu ai đã từng xem cải lương, mà các vị nhớ cái tuồng cải lương Duyên Ngọc Ước, mà ngày xưa chị Phượng Liên đã đóng cái vai chính trong cái tuồng này. Đó là khi chị có một viên ngọc ước trong tay, chị ước chị trở nên một nữ hoàng hay nên nữ chúa gì đó, và sống trong cung hoàng địa ngọc đầy đủ tiện nghi. Nhưng từ một người con gái ngây thơ hiền lành mà biến trở thành một nữ hoàng, thì những cạm bẫy, nỗi khổ, những quan trái bắt đầu xảy ra. Còn cuộc đời muốn thiếu điều, mất mạng, tan thương, hạnh phúc, đau khổ, thì lời cuối cùng là của một người em: thì thôi bây giờ chị ơi, hãy ước trở lại những chuỗi ngày ngày xưa đi. Và lúc đó mới đập vỡ viên ngọc ước, thì mới bắt đầu trở lại người bình thường và có chuỗi ngày hạnh phúc. Câu chuyện này tôi nhớ mấy mươi năm đã được xem trong cái tuồng cải lương, nhưng bây giờ tôi nhớ lại đúng là như vậy. Những gì trong đời chúng ta có được bằng một cách ngẫu nhiên như vậy, hoặc là tự chúng ta phát triển lên một cái để được nổi tiếng thành danh, đó là cái cớ để làm chúng ta điên đầu và đau khổ. Cho nên tôi thấy rằng có một cái cô nữ sinh này, cổ mới 19 tuổi thôi, nhưng mà cổ đậu Hoa Khôi của một ngôi trường. Từ cái chữ Hoa Khôi đó, bắt đầu cuộc đời của cổ mới đi vào một cái ngõ cụt, kết thúc sự nghiệp cuộc đời từ đó. Khi được Hoa Khôi rồi, bắt đầu cổ là người đẹp nhất của trường. Thì sao vậy? Biết bao nhiêu ông bớm do de. Tự cao sanh ra, ngã mạn sanh ra, tự hào sanh ra. Chính chỗ đó là ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Những ý niệm phiền não này nó đã đẩy cô vào cái gì? Kết thân với một người Việt kiều Pháp, bỏ trường lớp ngay từ thời đó. Tiếng gọi của tình yêu cộng với sự sang giàu để cô đến tìm một môi trường là đi qua Singapore để học, học nhảy đầm. Và từ ở Singapore cô đã nhảy đầm và cô đã nghiện ma túy. Chồng bao nhiêu tiền bạc để lo cho cô để học nhảy đầm, khi bị phát hiện là người nghiện ma túy, Singapore đã đuổi về Việt Nam. Chồng thấy rằng khi trở về Việt Nam, vợ mình là một con nghiện, tiền bạc tiêu như nước, ông cảm thấy choáng ngợp và từ bỏ cô này. Cô này khi là một con người được chồng nuôi, nuông chiều và mọi thứ hạnh phúc, kể tôi kể tắt thôi, mà bây giờ bỏ ngang, không có tiền xài, mới xin vào trong vũ trường để làm gái nhảy hạng sang. Những ngày đầu tiên của hạng sang đó cũng còn tiền để đủ để sử dụng heroin. Cuối cùng tháng ngày, những cuộc sống mà bằng cái tính cách là tiêu hao quá năng lượng vậy, nhan sắc tiều tụy xuống trở thành hạng trung. Khi hạng trung không còn nữa thì người ta đuổi ra khỏi vũ trường, bắt đầu làm những người đứng bên vệ đường để tìm cuộc sống. Và cuối cùng bị nhiễm HIV, và cuộc đời kết thúc bằng những chuỗi ngày đó. Tôi nói chung là câu chuyện rất dài, nhưng tôi muốn nói cái gì? Danh tiếng có được từ thở 19, là một Hoa Khôi của trường, là một người đẹp. Nhưng chính cái chỗ đó mình đã đánh mất thiên đường của một con người mình, đánh mất những hạnh phúc mình có được. Đây là các vị nên để ý. Ai cũng thế, đừng nói riêng cô đó. Nếu ta mà rơi vào những hoàn cảnh giống như vậy, mà chưa có sự tu tập, chưa có hiểu biết sâu sắc, và chưa có người cha, người mẹ, người thầy để bên ta, để giúp chúng ta trưởng vượng, để giữ tâm thức này bước vào đời, chúng ta cũng sẽ lọt bẫy giống như cô nàng vậy đó. Đừng cười họ. Ta là nhìn họ để học lại, để mà dạy cho các thế hệ con cháu của mình. Khi có danh tiếng mà sớm quá, tuổi trẻ
bồng bột, kiêu ngạo, hào khí đã đánh mất đi cái chỗ dựa của mình liền, mất phương hướng liền, sẽ bị những kẻ xấu lợi dụng, nó tô hồng, nó thổi phồng lên là mất phương hướng, bị đồng tiền lừa lọc mất phương hướng, bị những kẻ thủ đoạn đầu độc mất phương hướng. Cái này phải để ý. Cho nên các vị thấy rằng cô ta đã từng tuổi đó như vậy là còn non trẻ, cho nên chính cái chỗ đó sụp bẫy là phải rồi. Vì vậy tôi nghĩ rằng tất cả các vị khi mà rơi vào trường hợp đó, bắt đầu chúng ta đánh mất thiên đường. Hỏi cô tôi, kể từ khi được Hoa Khôi danh hiệu của trường như vậy, hỏi cô coi lòng cô có an như một ngày, còn có hồn nhiên ngây thơ trong trắng để cùng đùa vui với bạn bè giống như khi chưa có danh từ đó bên người mình không? Như vậy đừng để muộn màng. Tất cả chúng ta ai cũng có khả năng để tạo dựng được thiên đường của mình cả, nhưng đừng để cho những cái chuyện xung quanh đó nó làm chúng ta mất phương hướng. Người ta có khen có chê là quyền của cuộc đời, chúng ta chỉ làm những gì đúng đạo lý và khả năng của chúng ta thôi. Cho nên á, có một câu danh ngôn nói là sao? Được mọi người hâm mộ chưa phải là điều dễ thở. Câu này đúng. Các vị hỏi các hoa hậu coi có ai hạnh phúc không? Không có một hoa hậu nào có hạnh phúc cả. Nhưng mà cái vương mệnh đó, người phụ nữ đẹp nào cũng muốn được không? Ai cũng muốn được. Nhưng mà để được để làm gì? Để được giống như viên ngọc ước của ngày xưa. Khi được rồi chả có gì là bình an, chả có gì là hạnh phúc, chả có gì là thảnh thơi. Chúng ta thấy vậy, giống như vương vị, ai cũng muốn được không? Ai cũng muốn làm vua không? Xin thật với các vị, ai cũng muốn mình làm vua. Nhưng mà các vị nếu mà ngôi vua là một thiên đường, là một cái gì tuyệt hảo nhất, thì Trần Thái Tông ngài có phải là rời khỏi cung vàng vào nửa đêm để đi vào trong núi Yên Tử để đi tìm Phù Văn Quốc Sư mà bằng hai hàng nước mắt không? Nếu đó là một cõi trời, đó là một cái gì hạnh phúc, đó là một cái gì thiên đường, thì Trần Thái Tông của chúng ta đâu có lặn lội trèo non lội núi để đi vô gặp Phù Văn Quốc Sư mà hai hàng nước mắt tuôn tuôn như vậy. Chính chỗ đó mà người ta nói con đường danh lợi công công mà người mong ra khỏi, người trong bước vào là như vậy. Những cái chúng ta thấy người khác ngất ngưỡng có được, chắc gì họ ngồi trên sự bình an. Danh vọng quyền lợi địa vị là cái gì? Là cái cạm bẫy, là cái mồi ngon. Tranh danh vào đó để gì? Để làm đau khổ và đày đọa chúng ta chứ được gì. Cho nên người ta nói là sắc đẹp, tình yêu, tiền tài, danh vọng dệt nên thiên thu hồn mộng tuyệt vời, nhưng nó cũng làm cho người đau đớn tả tơi, chua xót đắng cay, đọa đày khổ lị là chỗ này. Những cái đó là như vậy. Chắc gì một người làm cái tổng thống mà hạnh phúc như các vị ngồi đây, chưa chắc gì được một phút để cảm thấy an lành. Một phút để an lành hay một phút bị khủng hoảng tâm lý, một phút để lo lắng chuyện này, một phút để khổ sở chuyện kia, một phút để tâu rỗi chuyện nọ. Tôi cũng là người giống như vậy. Tôi đã bắt đầu đánh mất thiên đường rồi, mà không biết nó mất từ dạo nào. Thầy ơi, con giờ nó hư rồi, cũng hỏi tôi. Thầy ơi, con giờ nó không ăn, tự nhiên nó bỏ ăn, rồi cũng hỏi tôi. Rồi thầy ơi, con giờ nó đi theo bạn trai hay bạn gái rồi, cũng hỏi tôi. Rồi con cái học hành không được, cũng hỏi tôi. Rồi con giờ sao nó cứ nóng lạnh hoài, cũng hỏi tôi, làm như tôi bác sĩ. Tôi nói từ cái giặc giảnh như vậy đó, tụng kinh niệm Phật, trì chú, cuộc sống, kinh tế, gia đình, tất cả. Các vị tưởng tượng tôi là một bộ Bách Khoa Tự Điển toàn thơ sống hả? Tôi cũng là con người như các vị, tôi cũng có cuộc sống như các vị, tôi cũng có một chút thảnh thơi, tôi cũng phải có những giây phút mệt mỏi. Nhưng mà các vị không bao giờ tha thứ và cho tôi được những điều như vậy. Các vị đến có mặt là phải tôi phải tiếp, các vị hỏi là tôi phải trả lời, cho dầu tôi nằm đó tôi ngồi không nổi mà tôi không ra, các vị cũng không thông cảm được. Cho nên ở đây tôi muốn nói rằng các vị học tu và hiểu và thông cảm. Được thì tốt, không được thì dịp khác. Chứ không phải là lúc nào không đến thì lúc nào ông chảnh rồi, ông có chùa rồi, hang, ông chùa cao Phật lớn rồi, ông giờ có tiếng tâm rồi, cỡ mình đâu có tiếp thế này thế khác. Các vị có hiểu được người đó? Tôi được đó tôi ăn cái gì? Tôi được cái chùa Tường Vân tôi ăn cái gì trong đó? Cho nên có những người nghĩ tôi có cái chùa như có thiên đường, nhưng mà tôi nghĩ tôi đánh mất thiên đường. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị học tu hiểu, tôi cũng nguyện làm cho Phật Pháp bằng hết khả năng tôi thôi. Những gì tôi cố gắng tôi làm,
tôi cũng nguyện ăn cơm của đàn na thí chủ, tôi cũng phải làm những cái điều gì, như ăn tầm thì nó phải nhã tơ, đó là chuyện bình thường. Nhưng cũng phải hiểu và thông cảm ở một mức nào đó. Hôm nay lỗi này, mai lỗi kia, kẻ vạch cái nọ, thế này thế khác. Các vị làm một con người mà phụng sự cho Phật Pháp cảm thấy ngợp ngợi và ngán ngẩm khi muốn dấn thân vào cuộc đời. Cho nên thật sự Bồ Tát muốn vào đời để phát nguyện độ chúng sinh, mà nhất là đời ngũ trược ác thế này, thì không dễ tí nào. Thật sự không dễ tí nào. Cho nên những vị Bồ Tát đã vào đời muốn độ chúng sinh, đúng là phải khoác lên mình một chiếc giáp nhẫn nhục, phải có lòng từ bi lớn, bao dung lớn, tha thứ lớn. Mà tôi không biết tôi được bao lớn thì tôi không biết, nhưng mà có những cái tôi ghét tôi chịu không nổi. Cho nên tôi có cảm thấy rằng mình cũng đang đánh mất thiên đường. Vì vậy tôi mong rằng các vị Phật tử khi học tu là phải hiểu, chúng ta nỗi khổ chúng ta mang, chúng ta chịu không nổi, mà chúng ta thử ai làm phiền chúng ta coi, chúng ta cảm thấy thế nào. Mỗi một người chúng ta đều có một hoàn cảnh, một nỗi khổ niềm đau riêng, có khi bày tỏ, có khi chứa trong lòng. Nhưng tất cả chúng ta ai cũng có, giữa cuộc đời là một chúng sinh, dù là thầy tu đi chăng nữa cũng có những niềm vui nỗi khổ riêng ở trong lòng, là một con người mà. Nhưng mà hạnh nguyện mỗi con người khác nhau. Nếu là một nhà tu thì hạnh nguyện dấn thân vào đời có thể chôn giấu nỗi khổ niềm đau riêng của mình để gánh nỗi khổ của chúng sinh, việc này đương nhiên là phải làm, nhưng mà không có nghĩa là bao nhiêu cũng có thể gánh được hết. Thành ra khi các vị học tu, thầy mong rằng các vị phải biết được những cái điều này để chúng ta cùng chuyển hóa tu tập, cùng nương tựa nhau mà tu hành. Đâu phải để vào một tập thể để rồi chúng ta phân bua hay thế này thế khác. Được cái gì, chúng ta không được cái gì trong những cái ý niệm phiền não đó cả. Tha thứ mới được, bao dung mới được, thông cảm mới được, từ bi thì mới được. Còn chấp chặt hay là chỉ trích hay là phiền hận hay là tự hào hay là cái gì đó bằng phiền não thì cái sự tu tập của chúng ta sẽ cảm thấy nó ảnh hưởng và nó tổn thương lớn lắm. Và sự đi tu tập như vậy không có kết quả đâu các vị. Cho nên tôi muốn nói rằng các vị khi tu tập về chùa tu học là phải nhìn lại chính mình, phải biết mình là ai. Đừng sống nô lệ cho những ý niệm đó. Chúng ta tự đánh mất mình và biến mình trở thành những con người của phiền não, của khổ đau, của sân si, của bực tức, của đố kỵ. Như vậy chúng ta nuôi lớn những cái ý niệm này, chúng ta không được gì trên con đường tu tập cả. Chúng ta quá mệt mỏi, chúng ta nhiều phiền phức, chúng ta nhiều đau khổ, cho nên chúng ta mới tìm những môi trường như thế này để chúng ta đi. Chứ hoàn cảnh cuộc sống gia đình chúng ta biết là bao nhiêu công việc, thời gian một tuần như thế này cũng không phải là dài, nhưng mà không phải là ít đối với trong cuộc sống đương đại của chúng ta. Ai cũng phải đi chạy tìm từng chén cơm manh áo bát gạo để vào đây để chỉ trích, để bôi nhọ, để thù hận, để đấu đá với nhau. Các vị hy sinh như vậy, phí phạm vô cùng những tháng ngày chúng ta tu học. Đã 7 ngày hy sinh vậy, biết bao nhiêu người thân ở nhà phải gánh vác công việc khác để cho chúng ta được học và tu để tiến bộ cái gì, để sau khóa tu đó chúng ta về nhà để làm cái gì, để giúp cho người thân thế nào, để hiểu thêm khi người ta không được đi tu học như mình. Cái đó mới đúng, đem lại những tinh hoa, những học hành được. Đi về kể, vô đó hả, bà đó giật cái áo dài, đi vô đó bà đó kiếm tôi chỗ ngồi, vân vân. Ba cái đó là cái gì mà chúng ta phải mang theo? Những cái không đáng, từng bữa ăn, từng cái trái chuối, từng cái này, cái muỗng, cái ghế, cái bàn, cái gì, tất cả những cái đó vậy mà phải mang từ Phật tất đi trở về để làm gì? Học và tu như vậy chúng ta làm khổ chúng ta và làm cho người khác nghĩ rằng chúng ta đi vô đây để làm cái gì chứ không phải đi tu. Sau một tuần trở về nhà chúng ta phải như thế nào chứ? Thoải mái hơn, tha thứ hơn, bao dung hơn, an lạc hơn, dạy con, trao đổi với chồng, với vợ những cái gì nó Phật Pháp hơn, đạo đức hơn, và nó hướng dẫn cho gia đình chúng ta phát triển tốt hơn. Như vậy mới đúng nghĩa một tuần hy sinh. Tuần hy sinh là như vậy. Cho nên hạnh phúc của chúng ta, xin thưa các vị, hạnh những cái gì chúng ta hạnh phúc có được, đừng nghĩ là nhà lầu xe hơi mới là hạnh phúc. Phải đẹp đẽ ngất ngưỡng như là những hoa hậu mới là hạnh phúc. Phải có danh tiếng lẫy lừng như các người danh tiếng là hạnh phúc. Sai lầm.
Hạnh phúc có được hay không nó nằm trong tầm tay chúng ta, tự mình hạnh phúc lấy. Cuộc đời người ta có thể thổi mình lên, cuộc đời có thể đạp mình xuống, đó là chuyện riêng của mỗi người. Nhưng hãy biết giữ lấy chính mình. Dầu người ta thổi mình lên, mình hãy giữ mình như vậy. Người ta có đạp mình xuống, hãy vẫn giữ mình như vậy. Mình biết mình là hơn ai hết. Và hạnh phúc, xin thưa các vị, trong cuộc đời không cần phải bày tỏ cho người khác biết. Đừng có khoe khoang hạnh phúc của mình, đừng khoe khoang sự giàu có của mình, đừng khoe khoang tài năng của mình, đừng khoe khoang bất cứ điều gì các vị. Những cái gì có được các vị hãy giữ lấy hạnh phúc, bởi vì các vị khoe khoang ra là các vị đang hại các vị đó. Những niềm hạnh phúc các vị có được mà các vị bày tỏ ra, các vị sẽ thấy rằng hạnh phúc này sẽ bị lung lay cho mà coi. Giàu có mà bày tỏ ra, các vị sẽ bị ảnh hưởng cho mà coi. Cho nên giữ lấy, sống khiêm tốn giữ mình, sống hạnh phúc để tự đào luyện lấy chính mình. Hãy tự mình biết và hoàn thiện lấy chính mình. Việc đó không cần ai biết. Sự hạnh phúc mình người ta biết cũng vậy, không biết cũng chả sao. Đừng có phải ra cần bao nhiêu người khác biết mới được. Đừng làm khổ mình bằng những cái đó nữa. Cho nên ngày xưa tôi mới nhớ cái bài tập đọc của thầy tôi đã từng dạy tôi rằng, bài tập đọc là: cá chuồng buồn bực phận mình, than cùng cá mẹ sự tình trước sau. Mẹ ơi chẳng biết làm sao, lên cao thì diều bắt mà xuống sâu mập dài. Cá mẹ nghe nói tỏ bài, lên cao xuống thấp sanh tài làm chi. Giữa chừng mình giữ mà đi, thấp cao trối kệ cứ thì bực trung. Đây là bài dạy ngày xưa. Cái chuyện người ta đưa lên mình lên cao, cái chuyện của người ta. Người ta đưa mình xuống thấp, cái chuyện của người ta. Hãy giữ lòng mình, đừng để bị điên đảo và mất phương hướng mình bởi những điều của xã hội như vậy. Cho nên trong cái cuộc sống này các vị nên thấy, nếu không hiểu thì chúng ta dễ đánh mất mình và dễ đánh mất thiên đường. Phải làm bằng tất cả những gì trong khả năng và tầm tay chúng ta, và chúng ta hãy giữ mình như một sự khiêm tốn. Tu học là như vậy, phải nhận diện được ra chính mình là ai. Trong cuộc đời 50 năm, 70 năm trong cuộc đời, nếu chúng ta chưa bao giờ biết mình là ai, thì thật ra với các vị, trong những tháng ngày đó chúng ta cũng không có hạnh phúc đâu. Chúng ta biết mọi thứ trên cuộc đời mà không biết mình. Không biết mình đang già, không biết mình đang phiền não, không biết mình đang cuộc đời đã tập nhiễm đến đâu, không biết mình cái này cái khác. Chính cái không biết là thất bại rồi. Phải biết lấy chính mình. Chưa có những ngày tu tập như thế này, các vị cũng không bao giờ biết các vị là ai cả. Các vị biết hết mọi thứ trên trời đất, nhưng mà chưa bao giờ biết mình. Vì vậy, khi nào muốn tu tập để có tiến bộ, để có an lạc, để có giải thoát, thì đầu tiên nhất các vị phải biết các vị là ai. Thì lúc đó các vị mới nói với tôi rằng lúc này đang tu tập và có tiến bộ. Còn chưa bao giờ biết mình, các vị tu trọn một cuộc đời, đố các vị tiến bộ. Các vị có thể lễ Phật từ sáng tới chiều, các vị có thể đi từ thiện khắp nơi, phước báo đó các vị tăng á, nhưng mà phiền não không đổi. Thậm chí đôi khi làm nhiều phước báo sanh ngã mạng, cống cao vân vân, hay là cúng dường nhiều mà ta không tiếp này kia, sanh phiền não rồi đó. Cái đó làm phiền não càng tăng nữa. Tất cả những cái đó phải biết mình là ai, thì bắt đầu mới có sự tiến bộ trên tu tập. Tôi mong rằng các vị phải tự nhận chân lại mình, biết mình là ai, mình đang suy nghĩ gì trong từng giờ từng phút. Và hãy tập làm chủ chánh niệm của mình bằng tính cách lập bằng câu niệm Phật. Hãy đối trị những phiền não, sân si, đố kỵ, hờn ghen bằng những phương thức mà mình đã học được. Ví dụ sân si có lên mình phải làm gì để giải trừ nó. Những cái bất an, những cái bất công trong cuộc sống, những cái nào trong cuộc đời làm chúng ta đau khổ, chúng ta phải tìm một phương pháp trong đạo Phật để giúp chúng ta giải trừ. Chứ đừng nuôi dưỡng những đau khổ này, đừng nuôi dưỡng những phiền não này, đừng hơn thua khôn lanh của cuộc đời. Ví dụ người ta nói mình câu nghe nó thông thường, chúng ta nghe cái nó khó nghe, chúng ta cảm thấy nổ lửa, nhưng bình thường nói mình phải làm lại cho nó đã gan chứ, mình không làm nó nói mình ngu đó. Đó là quan niệm của thế gian. Nhưng mà chúng ta khi học Phật, chúng ta phải suy nghĩ thế nào. Cái câu nó nói, cái hành động nó làm, nhưng mà nó chưa có gì quá đáng.
do nó phiền não, do nó sân si, có thể do nó hiểu lầm. Mình phải suy nghĩ để tìm cách hóa giải bản thân mình và hóa giải đối tượng. Đừng leo thang với những cái ý niệm ngu dại, phải trái, khôn hơn theo cuộc đời thông thường, để chúng ta tối ngày chúng ta nuôi dưỡng những chất liệu phiền não này càng lớn càng nhiều, sân si tật đố thì nguy hiểm vô cùng cho chúng ta trên con đường đi của tương lai. Và những người nào là tu tịnh độ, thiên đường của những người tu tịnh độ là ở đâu? Là cực lạc. Cực lạc là thiên đường của những người tu tịnh độ. Tất cả chúng ta đều muốn phát nguyện để về tịnh độ. Thì muốn về tịnh độ được thì chúng ta cần phải có những yếu tố mà quý thầy đã từng giảng dạy cho các vị. Và trước khi về tịnh độ, để được an lạc ngày mai, để có thiên đàng ngày mai, thì tự thân ở đây chúng ta phải tạo được một thiên đàng, một cực lạc tại nhân gian. Phải có sự tu tập tinh tấn niệm Phật, phải tập chúng ta có chánh niệm, phải tập chúng ta biết chúng ta đang niệm Phật, phải dùng câu niệm Phật để loại trừ những ý niệm phiền não ra, phải đem thân này phụng sự cho gia đình, cho xã hội nhiều hơn nữa, để tạo những thiện căn phúc đức nhân duyên mà để được sanh về tịnh độ. Những cái này là những hành động vô cùng tích cực và đúng đắn trên phương diện tu hành của mình. Khi chúng ta trở thành những người già có tuổi tác, không còn làm gì nổi trên cuộc đời, thì đúng là an nhiên ngồi niệm Phật vãng sanh. Còn chúng ta còn khả năng đóng góp, còn sức khỏe để đóng góp, còn tuổi đời để đóng góp cho đời, cho đạo, cho người thân, thì phải làm những hành động đó là phước báo của chúng ta để tạo. Cho dù là một người thân, chúng ta cũng tạo ra phước báo. Đâu phải làm cho một chúng sinh xa lạ nào mới là có phước. Vậy những người thân của chúng ta không phải là chúng sinh sao? Chúng ta có quan niệm là làm một cái ông ở châu Phi, châu Mỹ nào đó đang nghèo khổ, đang chết đói gì đó mới có phước. Còn con chúng ta chết đói kế bên, chúng ta nói nó là con mình cho nên làm không có phước. Có phải vậy không? Đây là thí dụ thôi. Không nên như vậy. Con mình cũng là một chúng sinh, mà chúng sinh gần nhất á. Cho nên khi tôi sang Mỹ có một cái bà, bà đó bà hơn 80 rồi, ổng cũng gần 90 rồi, mà bà giận ổng từ 20 năm nay. Bởi là khi hai ông bà vui vẻ, ông mới tâm sự với bà. Nó là ngày xưa hồi lúc ở Việt Nam mấy mươi năm vậy vậy đó, ổng có một lần đi ngoại tình vậy vậy. Từ khi mà ổng kể một câu đó, 20 năm trời sống chung nhà, bà không nói chuyện lời nào, các vị tin không? Khi tôi sang tới Mỹ, bà đã già, ổng cũng đã già, mà ổng bà không bao giờ nhìn ổng. Sống trong một căn nhà hoàn toàn gần nhau trong gang tấc mà phương trời cách mặt như vậy. Và tôi nói, bà kể là bà đi chùa này chùa kia, bà độ cho mọi người, bà khuyến quá mọi người tu hành. Tôi nói bà độ hay không biết, mà một chúng sinh đang sắp chết gần bên bà sao bà không độ? Ông đang cần một lời tha thứ của bà thôi, một sự bao dung của bà thôi. Tại sao bà ôm giữ một niềm phiền não, một cái giận tức như vậy mấy mươi năm để làm hai người đau khổ như vậy? Tại sao những cái thực tế như thế này, một chúng sinh chết ngợp khi sống bên bà đấy mà bà không độ giùm cái? Bà độ ở đâu? Thành ra tôi có nói với các vị, người Phật tử phải ý thức chỗ này. Những người thân chúng ta, những chúng sinh gần gũi chúng ta, chúng ta làm chưa được thì chúng ta nói làm với ai và ở đâu? Muốn đi xa thì phải từ chỗ gần, muốn lên cao thì bước từng cái chỗ thấp chứ. Muốn vãng sanh tịnh độ thì cũng phải làm những nhân duyên của giữa trần gian này, để gieo trồng phúc đức nhân duyên để nguyện vãng sanh về tịnh độ. Vì vậy cho nên trong cái quá trình chia sẻ với các vị, với bài giảng trở lại thiên đường, tôi muốn rằng các vị có những chuỗi ngày bình an, chuỗi ngày bình an, để được an lạc giữa cuộc đời nó vốn phức tạp, nó phiền toái, nó nhiều thủ đoạn, nó nhiều mâu thuẫn, mà còn nhiều người tu như thế này thì nó sẽ làm ổn định được xã hội rất lớn. Mỗi một công dân, mỗi một người Phật tử ý thức được, làm được chỗ này thì góp phần làm cho xã hội ngày càng phồn thịnh phát triển, tránh bớt đi tệ nạn xã hội hơn. Con cái và những thế hệ tương lai
phải tập và hướng dẫn cho các con đi chùa, biết đạo đức, biết học đạo, biết này biết kia từ thở nhỏ. Ta nói dạy con thì sao? Từ thở còn thơ. Dạy vợ thì sao? Từ thở ban sơ mới về. Như vậy thì bây giờ con cái các vị từ thở nhỏ mà các vị không dạy nó, không hướng dẫn nó, không tập nó đi chùa lễ nghĩa, đạo đức, hiếu thảo, hiền ngoan, thì mai này nó lớn lên nó giống như một cái cây cứng như thế này rồi làm sao mà uống. Cho nên á, đừng sai lầm bằng cách là thôi nhỏ nhỏ nó kệ nó, nó nhỏ nó không, thôi kệ nó không biết đi chùa sao này kia. Mà hãy bây giờ con à, lại Phật thế này niệm Phật đi con, thậm chí một vài đồng chia sẻ người nghèo đi con, bây giờ ông ngoại ông nội đang bệnh con đến con hỏi thăm một lời đi con, ăn lên một bàn ngon con à, cái này gấp cho anh một miếng đi con, cho bà một miếng đi con. Cái đó là cái các vị đang hướng dẫn các con các vị nên người vô chùa lại Phật tụng kinh. Những cái đó các vị đừng nghĩ là nó nhỏ rồi các vị muốn cho nó làm gì làm. Các vị để một cái cây phát triển tự nhiên như vậy, rồi mai này khi nó nghiêng, nó quẹo, nó ẹo, các vị công sức sức mà uống, uống gãy luôn chưa chắc gì uống được nữa. Thành ra các vị phải học những cái sai lầm của mình đã từng sai. Chúng ta đã bị sai lầm một thế hệ rồi, bây giờ đừng để những thế hệ tương lai đi vào những con đường đó nữa. Phát huy truyền thống đẹp bằng con đường tu học, để gia đình chúng ta con ngoan trò giỏi, hướng dẫn con chúng ta đi đúng đạo đức, đúng con đường, thì mai này chúng ta mới bảo vệ được con chúng ta. Đôi bàn tay các vị đâu đủ dài để các vị bảo vệ các con, các vị trên mọi nẻo đường đâu. Các vị đâu phải sắm nhiều điện thoại rồi các vị điện nó để mà giữ được nó đâu. Các vị sắm điện thoại cho nhiều, nó trong vũ trường điện thoại nó hỏi con đâu vậy, con đáng học anh văn, các vị biết không. Thành ra đó, cái gì giữ được nó? Đạo đức, thiện ác, phân biệt, giữ được nó. Các vị hãy dạy con những cái đó, khi nó đi ra đường, nó tiếp xúc với bạn bè, nó phân biệt được đúng sai phải trái, nó tự giữ đấy nó. Các vị không thể giữ nó hết được trong mọi nẻo đường vậy. Vì vậy hôm nay trong cái bài Trở Lại Thiên Đường, một vài ý niệm chia sẻ với các vị, mong rằng tất cả các vị thông cảm những điều chia sẻ của tôi, cùng học tu, cùng phát huy một cái nền đạo đức, một cái đạo Phật tuyệt vời, để cùng làm hạnh phúc an lạc trong hiện tại và tương lai. Chúc toàn thể hành giả khóa tu gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong khóa tu này. A Di Đà Phật.